yêu vì em là con gái nên phải suy nghĩ hơn lâu đây please. Đừng vội vàng chỉ nói lời ngoài tai, em sợ ông bướm sẽ để lại anh, lấy anh, lấy anh. Wow, này lời nào chị em nghe thôi đấy, anh đừng đi nói lung tung cả ngày. Tell me, 기억.